Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách lưu văn bản có dấu tiếng Việt trong Notepad. Giả sử ở đây mình đang có một đoạn văn bản có dấu tiếng Việt. Bây giờ để lưu được cái đoạn văn bản này vẫn còn dấu thì các bạn thực hiện như sau. Các bạn vào menu File, chọn CSS. Ở trong mục Encoding, các bạn chọn UTF-8, sau đó đặt tên cho file văn bản, ví dụ là quê hương, và các bạn bấm Save. Thì lúc này khi các bạn mở cái tập tin này lên thì các bạn dấu của các bạn vẫn còn. Còn nếu mà trường hợp các bạn sử dụng Notepad mà các bạn không chọn Unicode, thì khi các bạn lưu một tập tin, để mặc định ở đây các bạn không chọn là Notepad, thì các bạn lưu một tập tin, ví dụ ở đây mình đặt là quê hương 2, các bạn bấm Save thì sẽ có một cái cảnh báo là cái đoạn văn bản của chúng ta là sử dụng bộ gõ Unicode. Nếu mà bấm OK á, thì nó sẽ bị một số ký tự sẽ bị mất dấu, còn không bấm Cancel để chọn sang chế độ Unicode. Nếu các bạn bấm OK lúc này tắt đi thì ta mở lên thì một số cái ký tự nó sẽ bị mất dấu tiếng Việt, và cách này là không thể là khôi phục được. Hy vọng video sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công.